tượng các bạn, tôi đang có mặt tại một khu vực treo hồng của cơ sở hồng treo Lễ Văn. Thì các bạn thấy thì tất cả những cái trái hồng treo này sẽ được treo ở cái khu vực mà rất là thoáng, không có nắng mà cái độ gió nó vừa phải. Thì như vậy những cái trái hồng khi mà cái lớp vỏ ở ngoài nó sẽ khô, nhưng mà cái phần bên trong sẽ rất dẻo và nhiều mật, rất là ngọt. Thì cái công nghệ hồng treo gió này được cô Vân, cô ấy theo từ cái công nghệ của Nhật Bản chuyển giao. Thì toàn bộ những cái hồng treo này thì hồng này cô ấy sẽ trồng tại vườn, hoặc là khi mà thiếu nguồn hàng thì cô sẽ lấy tại hồng ở Cầu Đất ở huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng về để bổ sung được nguồn hàng. Cái hồng treo này khi mà bán ra thị trường sẽ có giá đến vài trăm đến cả kg và treo gió thân phẩm. Bây giờ xin mời các bạn theo Văn Long đi tham quan đến các cái công đoạn để làm được một cái mẻ hồng treo gió như thế này nhé các bạn. Ví dụ như mà mình khi mà cái nó cũng vàng như thế nào thì cái lượng người nó đủ để mình tiêu chuẩn để làm hồng treo. Để mà muốn làm hồng treo thì mình sẽ chọn những cái quả mà nó đã nó chưa có chín mềm mà nó gọi là nó già, nó vẫn còn cứng. Da thì vàng đều như vậy thì tức là nó đã tích đủ cái lượng đường rồi. Nhưng thì khi mà mình treo lại qua 20 mấy ngày thì nó sẽ cô cái mực nó lại, đường được mực đường và mực. Thì ví dụ làm hồng treo thì người ta sẽ tính cái độ hao hụt, ví dụ như là họ làm 10 kg thì sẽ ra bao nhiêu kg. Thường là đầu mùa còn mưa thì cái lượng hao hụt nó sẽ lớn hơn, còn mà trời đã hết mưa rồi thì làm mà làm hồng treo mà gặp mưa là bị buồn luôn. Đúng rồi. Mọi năm là vườn này mình để cho khách tham quan thôi đúng không vậy? Dạ đúng rồi. Thật ra hái hồng là cũng có cách hái á. Tức là khi mình hái mình xoay cái trái như vậy thì nó sẽ giữ được cái cuống hồng mà không có bị gãy cây. Chứ nếu như mà mình cầm mà mình tuốt ngược lại á là nó sẽ bị cái cầm nó bị mất một cái lớp da á, và nó sẽ hại cho cây. Cho nên người mà hái hồng á cũng cần phải qua một cái đợt là gọi là tập huấn để mà hái hồng nữa. Công đoạn này sẽ gọt hồng bằng máy nhé các bạn. Sau khi hồng được gọt thì sẽ được đưa vào lò sơ chế, sau đó sẽ treo. Thank you.
sau khi mà mình treo hồng lên khoảng từ 1 tuần đến 10 ngày thì mình sẽ mát xa quả hồng. Các bạn thấy không? Đây, quả hồng khi mà được treo khoảng 1 tuần tới 10 ngày thì nó sẽ bắt đầu nó tươi mật như vậy. Thì hàng ngày công nhân sẽ được vô trùng và vô trong sẽ tiến hành mát xa. Mục đích là làm cho trái hồng nó mềm đều, mật nó tươm ra. Đây là cái giai đoạn lựa hồng và đóng gói hồng vào trong bao bì nha các bạn. Cái máy này nó có tác dụng là nó sẽ hút không khí, xong rồi nó hút chặt thì nó sẽ siêu lại. Dạ. Thưởng thức cái thành quả của mình nha. Đây, đây là cái những trái hồng thành phẩm sau khi mà sấy gió. Thì sau cái này thì mọi người sẽ cho vào trong bịch của hút chân không. Thì đấy thì có thể đưa ra ngoài thị trường được nha các bạn.